Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Tiếp tục hôm nay lên sóng để giới thiệu bác một con vang số mới về, đó là con vang số bãi cái 180 hàng bãi xịn. Con này thì đấu giá ở phòng rạp chiếu phim của China ra bác nhé. Vang số, tất cả các dòng vang số đều xuất phát ở China. Và con này là hàng bãi xịn. Đấy. Các bác để ý con này ruột sẽ giống với những con của bên sao Việt, bên Sao Việt à. Con này là giống nguyên bản cái con của Sao Việt phân phối cách đây khoảng 3 năm. Đấy, và trong quá trình đi cài thì em gặp rất nhiều cái anh 180 giả. Chất âm nó không được nảy. Và đây các bác, đây là hình thức các bác này. Rất là đẹp. Đây. Con này thì hiển thị của nó chỉ có 10 bao nhiêu mốt nhỉ? Em kiểm tra lại này. Có 11 các bác nhé, có 11, trong nó có 31 cố định. Đấy, chế độ cài đặt đó, 31 cố định. Và con này có cổng quang bác nhé, có cổng quang đầy đủ, hai đường mic riêng biệt ở phía sau đây. Đấy, đây là bo mic nhỉ, bo mic của nó đây, bo mic và bo trung hú, chip chạy chip 21489. Đấy, các bác nhìn qua thì là sẽ không phát hiện được hàng giả hàng nhái đâu nhé, khẳng định các bác. Chỉ có một phân biệt này, cân nặng của con hàng xịn nó sẽ nặng hơn khoảng 3 nặng. Và có một đặc điểm nữa nó là nghe nhạc thì con hàng xịn nó sẽ hay hơn. Linh kiện tụ, những cái chữ in và tụ tụ này nó sẽ nét hơn. Và có một đặc điểm biệt đó là cái quạt, bác để ý cái quạt này này. Đấy, tất cả những con hàng xịn, hàng chính hãng mà không bị đập giá ấy, thì cái quạt nó kêu to. Nó kêu to hơn mức bình thường của những cái quạt của mà hàng giả. Hàng giả thì làm rất là êm. Đấy, và con xịn thì nó sẽ chạy tít như này. Các bác nghe đây. Các bác nghe tiếng rõ tiếng quạt đúng không ạ? Và con này thì các bác em bán rất là nhiều rồi. Và con này, và cũng tình cờ thì có đấu những giá những lô này mình biết là nhà hàng mới ở Việt Nam, hiện tại giả rất là nhiều. Giả đến 99,9%. Đây, tất cả đây là sản xuất bo mạch. Và bác cũng để ý là bo mạch con này là sản thiết kế năm 2017. 29 tháng 7 năm 2017. Có một con duy nhất ta. Các bác nghe thử chất âm này, nếu theo nghe thử chất âm của dòng JBL cánh 180 xịn này. Lên 5, 6, 7, 1, 2. Ở dòng này thì eco nó giống, nó trội theo kiểu là chuyên nghiệp. Tức là eco nó đầy hơn, nó đầy. Tức là hát to nó không bị dính vào nhau. Nó như con X5 Vina bản quyền á. Nhưng ở con này khác một chút, đó là cái nắp của con này nó không được tự nhiên hẳn như dòng X5 Vina bản quyền. X5 Vina bản quyền thì nó mềm mại hơn một chút. Tất nhiên là mỗi người có một sở thích khác nhau. Và tiếng vượt của con này thì rất là hay, nếu hàng chính hãng thì rất là hay, rất là đầy, rất chuyên nghiệp và rất là đầy. Đấy. Lên 5, 6. Đấy, các bác nghe này. Con này thì em về được một con thôi, sẽ bán cho các bác rất là giá rất là hợp lý. Bán cho các bác là 4 triệu 300 nghìn đồng. Các bác thích những cái dòng xịn, những cái dòng cao cấp của JBL KX180. Con KX180 và con Nikitama hiện tại thì cấu hình nó không khác gì nhau nhiều. Linh kiện em thấy nó giống nhau. Nhưng mà hàng nhái hàng giả thì ở Việt Nam nó quá nhiều cái con này. Cái X200, cái X180 giả quá nhiều luôn. Thì phân biệt thì này, nếu có hai con ở gần nhau thì các bác cũng mới phân biệt được nhé. Mới phân biệt được. Còn nếu không để gần nhau nhìn qua thì các bác không phân biệt được là hàng giả hàng nhái. Chỉ biết là hàng xịn thì cái quạt này nó kêu to hơn là một. Hai là cân xịn thì nó sẽ nặng hơn khoảng 3 nặng. Và chất âm thì nó sẽ nảy dài hơn, tách bạch hơn. Đấy, các bác nghe thử một đoạn karaoke nhé. Nghe cả nhà và karaoke này. Đấy, nhạc của nó rất là hay. Lên 5, 6, 7, 1, 2. Nhạc của nó rất là hay các bác nhé. Lên 5, 6, 7. Đào về trên cành lá, tiếng chim kêu ngon quá, cho trời xanh xanh thẳm. Mùi hương nào rất quen, nghe như là môi ấm, nghe đâu từ sâu thẳm, đất truyền mình sinh sôi.
trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong vòng tay xinh xắn ôm hình dòng cành xanh. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mắt lạ. Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về. Đấy, các bác nghe và cảm nhận nhất giải mix và giải nhạc nó rất là nầy, rất là tơi. Đấy, rất là tơi. Đây là một trong những con vang mà top về nhạc và effect. Còn những cái con vang hàng giả nhái, các bác để ý này, cài effect con này rất là khô. Đấy, hàng giả quá nhiều. Trở về một con duy nhất thôi, các bác mua thì ủng hộ em nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.